everything changes. Này, thì đây là cái bản vẽ hồ sơ của anh, thì đây sẽ là mặt bằng tầng 1, phông không sao. Đây mặt bằng tầng 1. Đây là mặt bằng định vị. Đây, tầng 1 đây. Tầng 1 đây. Để trông hết mỗi bếp ăn thôi. Một cột thang đi lên vệ sinh cho. Đây tất cả đều đề bài hết, chưa phải là triển khai kỹ gì cả. Rồi, đấy thì tất cả đây là mọi người nhìn đây, ví dụ đóng cái cửa vào đây. Cho đỡ lóa. Màn hình gương quá, đấy như này được. Được rồi. Đấy thì bây giờ đầu tiên đấy, em sẽ nhà này là định hướng là ba tầng và một tầng mái. Tầng mái rộng. Mình chưa vẽ mái rộng. Ok. Rồi. Thì bây giờ em sẽ wipe block những thằng này ra. Wipe block này, ví dụ như đây. Nha, em wipe block ra. Kiến thêm riêng là sai rồi. Vâng. Bất cả tên chụp cái vứt hết đi rồi. Đây. Được, sau này vứt sau. Thì ở đây mình sẽ chuyển hết về đơn vị là mm. Mm. Trên đây. Rồi ok. Đây, và em sẽ chọn đường dẫn đến đâu. Ví dụ như là em sẽ chọn đường dẫn đến đây. Đây, viết đây đúng chưa? Thì ở đây trong mục process này mình sẽ ghi ở đây. Sau này ví dụ như em đổi tên này, ghi lên đi. 15 11 28 nhà là export cap. Đúng không ạ? Như này. Thế đơn. Thôi cứ để đấy, ai ai uống thì tự ra rót tự ấy nhỉ, không cần đâu anh em mình học. Không cần đâu anh em mình học nhé. Tự động đi. Anh em tập trung học là chính. Uống trà nhưng tỉnh táo. Này, podcast vào đây. Em sẽ lưu đây là mặt bằng tầng 1, đúng không ạ? Xếp lại 2007. Ok. Đầu tiên mình phải làm các thao tác này trước. Còn sau này mình kể là mình vẽ trực tiếp vào Revit được. Nhưng mà đây em lấy cái file này để làm file mẫu thôi. Thay thế. Này. Này ý tưởng. Vâng. Kể cả sau này vẽ tay cũng thế mà. Ngoài block này. Chọn này. Đây sẽ ghi là mặt bằng tầng 2. Đúng không ạ? Xem lại. Ok. Đây. Ngoài block mình lệnh này là két đơn giản mà. Mặt bằng tầng 3. Đúng không ạ? Xem lại. Rồi tầng mái thì thôi. Nha. Bây giờ em sẽ khởi động Revit lên. Thì trong đây em vẫn làm theo tất cả các cái giáo trình này. Chúng ta cũng sẽ tạo các level trên mặt đứng, grid, rồi móng, rồi công trình, hệ kết đây. Cái cấu luôn. Đấy. Và em sẽ cho có thể là nếu một thời gian em sẽ cho cả sàn cả mái luôn. Ok. Có là mình dựng luôn. Được cao, mình nắm được bài tiếp theo luôn. Đây. Thì ở đây nó có file là file template, là file mẫu. Cái file mẫu là gì? Giống như các anh tạo các layer của CAD. Đã có sẵn rồi. Nó có sẵn rồi. Thì file template người ta gọi là file mẫu. Là nó có nền tảng rồi. Có cái thiết lập sẫn rồi. Đấy. Thì mình sẽ vào architecture template. Nhưng mà cái template này là của Mỹ. Thì mình có nên vẫn thể hiệu chỉnh được về của mình. Rồi. Thì vào đây. Mọi người sẽ thấy ở đây là sẽ có hai cái thanh project borrower và thanh property. Thì bên này là các thanh về các diện, có các hình chiếu của nó. Về floor plan là mặt bằng, ceiling plan là mặt bằng trần, và elevation là các mặt đứng. Thì tương ứng với các mặt đứng, đây là các mặt đứng này. Và mình sẵn đây rồi. Và mình sẽ vẽ công trình vào vị trí ở trung tâm đây. Đấy. Thì trước khi vẽ vào vị trí trung tâm này thì ta về một mặt đứng ở đây. Là gì? Để ta tạo các cốt cao độ. Ta tạo các cốt cao độ bình thường ấy. Trong một dự án ấy thì người ta phải hỏi đó là quy mô công trình trước. Người ta hỏi quy mô. Quy mô thì người ta phải biết là chiều cao tầng, khống chế chiều cao tầng ngay từ ban đầu ấy vẽ, chứ không phải người ta vào các người ta vẽ mặt bằng ngay đâu.
mà người ta phải biết là chiều cao tầng là bao nhiêu, khống chế để người ta đưa ra phương án. Nên là tổng thể mình phải vẽ. Tầng 1 39. Đấy. Tầng 2 36, tầng 3 36. Rồi. Tầng mái tùy. Thì ở đây thì nó sẽ có hai cái, đây là thư viện có sẵn, rồi. Cái level là có sẵn, thì ta có thể sửa tên đây. Nha. Ví dụ tầng đây là tầng 1. Cốt lẻ. Click vào đây. Nha. Ghi đây là tầng 1. Tầng 1. Rồi. Nha. Đây. Yes. Ta sẽ sửa đây là tầng 2. Này. Tầng 2. Đúng không ạ? Rồi. Tầng 2 đây rồi. Và bây giờ tiếp tục ta sửa đây là cốt bao nhiêu? 39. Nhập cái cốt vào đây. 3900 nha. Bây giờ muốn tiếp tục tạo một cái level nữa là tầng chiều cao tầng nữa thì chúng ta phải vào gì? Level đây. Level đây. Nha. Đây vào phần architecture, vào phần level, vào đây. Chỗ này nó bắt điểm nhé. Bắt điểm các anh chỉ cần nghe thôi. Nghe để hiểu thôi, còn có video mà. Về sau mình nghe lại thì mình thực hành, mình vẫn thể thực hành được. Đây. Ví dụ đây. Mình cứ bắt. Đây bắt điểm đây. Bắt điểm. Đây bắt điểm anh đưa chuột đây nhá. Chuột ngang bắt điểm. Anh chỉ click một chuột này. Anh kéo vào đây. Anh bắt bên này là bắt điểm này. Anh kích vào đây. Rồi. Anh ấn escape này để thoát lệnh nhỉ. Rồi anh chọn đây thì anh sẽ biết cái chiều cao tầng này bao nhiêu. Một anh đánh tổng, nó sẽ tính từ tổng 39 bao nhiêu. Ví dụ đây tầng 2 là bao nhiêu? 3600. Thì ở đây nó sẽ là 7.5m. Tiếp tục sẽ là tầng 4, đúng không? Tầng 4 là này, vào architecture, vào level. Lệnh tắt, lệnh tắt là LL đây. Anh thấy không? Đây, tầng 4 là LL. Một cốt lên tầm 1.5m. Đây, tầng 4 đây. Đấy nhá. Chọn đây. Mình sẽ cho cốt này sẽ làm 800. Vẫn 3m6, 3m6 chứ, vẫn phải đủ đã chứ. Tầng áp mái đâu. À chưa mái. Okay. Cái này có thể cho 3m được. 3m cũng 36 đi. 36. 36 không không, cao thế nhỉ. Chọn đây. Rồi, đây là tầng 4. Xong bây giờ mới là đến tầng mái. Tường này ấy, thường tầng này người ta gọi là tầng áp mái. Thế nhá, thì mình có thể sửa ở đây là thành áp mái hoặc là mình có thể là để tầng 4. Để 4 được. Thế nhá. Đấy, thì vào level đây tiếp, mình sẽ vẽ tiếp đây. Vào đây. Cái đấy chỉ còn 1.5m thôi. Ví dụ đây, cái này không quan trọng, mình ghi đây là tầng mái. Đúng không ạ? Ok. Mái thì ở đây, mình thường mình sẽ phải để đây là 1.8m. 1.8m đúng không ạ? Đó, thì đây, nó sẽ có đây. Thì ở đây, tất cả bên này, người sẽ thấy là nó sẽ có tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 và tầng mái. Là các mặt bằng. Đúng chưa? Và mọi người phải hiểu vấn đề đấy. Là Revit nó làm việc như này. Em vẽ ở đây. Cái mặt bằng nó như này. Thì nó có tiêu điểm của đây là hướng Bắc, đây là hướng Nam, sau này em sẽ bỏ đổi trục sau, Tây, Đông, đúng không? Thì đây là các hướng diện đứng nhìn vào đây, thì tương ứng với việc em sẽ vẽ mô hình 3D ra nha. 3 chiều. Mô hình 3D nha. X, Y, Z. Đây, Z, X, Y, thoải mái. Okay. Thì đây, 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 đây là level tầng 1, là tầng 1, đây là tầng 2 và đây là tầng 3. Thì nó luôn luôn, mỗi cái này nó không phải là giống như kép. Chúng ta sẽ vẽ offset đâu, mà đây nó là một mặt phẳng. Rồi, có nghĩa là sau này chúng ta sẽ, đây là trục 1, đúng không? Trên mặt bằng, đây là trục 2, trên mặt bằng thì sau này mặt đứng nó sẽ là trục 1, và đây sẽ là trục 2. Để sau này chúng ta di chuyển cái mặt phẳng trục 1 này đi, thì tất cả các hệ kia đều chạy theo. Đấy, thì mình biết là nó nhanh như thế nào. Thì nó luôn luôn nằm ở dạng, nó có một hình chiếu, đây là hướng Bắc, đây là hướng Nam, thì đây sẽ là hướng Đông, và đây sẽ là hướng Tây. Đấy, thì đương nhiên thì hướng Bắc đây thì khi mình di chuyển đi ấy, thì nó sẽ luôn luôn mình vẽ 2D này, nhưng mà đây là mình đang vẽ trên hình chiếu là mặt đứng, mình đang tạo trên mặt đứng này. Đấy thì hiểu bản hiểu bản chất, nhưng thực chất là 3D. Anh phải hiểu trong đầu là 3D, mình hiểu bản chất. Bây giờ mình phải vẽ ra nhảy, cứ mỗi tờ em sẽ vẽ ra chi tiết chỗ nào em sẽ vẽ đúng như thế để mọi người hiểu bản chất. Đấy, đấy thì đây chúng ta đã tạo được rồi, thì bây giờ ta về mặt đứng, mặt đứng nào cũng có. Đấy, tức là từng hướng một đấy, từng hướng một, có nghĩa là mình làm cái này nó rất là nhanh rồi, đúng không ạ? Rồi, thì bây giờ còn cốt sân vườn nữa. Thì ta chọn đây, level. Đây, đây. Mình chọn đây. Có thể mình vẽ ra đây. 30 phân. Đây, nhìn nhá. Bây giờ chọn đây, mình có đánh là 450 đi. 450. 300 thôi, khoảng 300 thôi. Không, 450. Thôi, cứ đánh thế, mình đang học mà. 400. Rồi, rồi. Rồi. Thì đây, mình ghi là sân vườn. Sân vườn. Đúng không ạ? Rồi, ok. Yes. Thì ở đây nó sẽ dính sát vào nhau nhỉ. Thì mình sẽ chọn đây. Và nó sẽ gọi add bầu cái nét gãy này. Rồi. Tích ra đây thì nó sẽ chia ra làm hai điểm đây. Rồi. Mình sẽ phải kéo được hai điểm ra đây. Đấy. Đấy. Trồng nét. Đấy nhá, mình có thể trồng đây. Rồi. Quản lý này, đúng không? Đẹp hơn, đúng không? Đấy. Thì đây. Thì bây giờ đấy nó sẽ có một cái lệnh ấy. Ví dụ là đây là mặt đứng hướng đông.
thì mình có thể là chuột phải đây, rename, mình sẽ ghi tiếng Việt hết, mặt đứng, chỗ này phải ghi cắp lốc, nha, mặt đứng em sẽ bảo các anh là làm chuẩn chỉ ấy, để sau này mình còn làm hệ thống, các bài khác đây, mặt đứng đâu tất cả bên này phải ghi cắp lốc hết, đấy, và sau lại đặt tên các mặt bằng như nào, đều MD ấy, mặt đứng hướng nam, hướng bắc, nó mà hướng bắc rồi tiếp tục đây, sao là mặt đứng hướng nam, mặt đứng hướng nam, can thương C, ok em chọn này, em anh có thể ấn phím F2 nhé để đổi tên này, F2 là rename này, đây là phím tắt có win thôi, mặt đứng hướng tây, đấy ok mình thấy chưa, đấy thì đây mặt đứng hướng tây thì đối diện mình đang ở mặt đứng hướng đông đây, đối diện mặt đứng hướng đông sẽ là mặt đứng hướng tây, tây bây giờ đang nhè đúng không, đông đây như là ta thể cầm quét thằng này hoặc là chỉ quét những cái thằng thay đổi thôi, quét một thằng này thôi, quét hại được thì có chữ propagate extension, quét giống như quét anh quét từ dưới lên thì là chạm, còn quét từ trên xuống là phải quét qua chùm rồi quét đây propagate và anh chọn là mặt đứng hướng tây đây, ok thì sẽ về mặt đứng tây nó sẽ được cũng chỉnh như thế rồi, chỉnh như thế. Cái propagate là gì, là nó đối diện ví dụ thằng này như này, đây là đông thì sang tây nó cũng thế, propagate là nó hướng với nhau để đỡ chèn bản vẽ, thì tương tự như vậy mà đứng hướng nào bắc thì ta cũng phải chỉnh như vậy thôi đúng không, xong rồi cũng kéo thằng đối diện như thế, xong rồi mình cũng chọn đây propagate xong rồi đứng hướng nam, ok này mình đã hoàn thiện được vấn đề mặt đứng. Nhưng mà trong cái mặt đứng ấy nó gồm những cái gì, khi có level đây nó sẽ có cái ký hiệu này, cái ký hiệu xanh xanh này, đúng không, cái này người ta gọi là symbol, là ký hiệu chung, tây nó sẽ ký hiệu như này, còn ở Việt Nam mình nó sẽ ký hiệu như này rồi, đúng không, chọn mình theo tây này. Không sao, cái này vấn đề không vấn đề gì cả, và đây bên này nó có đầu trục hay không rồi nhá, hay là nét này chỉnh sửa như nào rồi, để theo mình có đẹp hay không ấy, tiêu chuẩn để tiêu chuẩn thì rất đơn giản, đó là chúng ta chọn được một cái lưới trục này, một cái level này và ta edit size là kiểu thì trong Revit đấy nó sẽ có một family này, family system là family hệ thống, còn có lại là family thôi, sau family ấy thì nó sẽ là try là kiểu, nó sẽ có category, ví dụ trong category family này nhá, sau thì nó sẽ có là category là ví dụ như là family cửa này, đo này, window này, window này, thấy chưa, trong đo này nó sẽ có nhiều try này, try này ví dụ như cửa nhựa này, rồi nó sẽ đến kích cỡ này, cửa nhựa 1m2 bao nhiêu, nó sẽ chia cây theo kênh thư mục đấy, đấy thì bây giờ mình sẽ chọn đây, mình edit try là edit cái kiểu ấy đi, edit đi và ta phải duplicate lên, này là try này, family của nó là family, system family là family hệ thống, chúng ta không thể thay đổi được, còn try là kiểu, kiểu là 8mm hit, ta có thể là duplicate lên, ta sửa tên đây, ví dụ đây ta đặt tên là level, đúng chưa, HD, đúng chưa, ví dụ như thế, ok, và đây nó sẽ có những cái gì, line width là nét in của nó quản lý nét in luôn khi chúng ta đang vẽ, nó là nét 01, và cái nét 01 này là tìm đấy, nó sẽ, nó có tiêu chuẩn, với tỷ lệ 1/50 nét 01 sẽ là 0.mấy, mà tỷ lệ 1/100 như tự, nó sẽ có bảng setup rồi, nó giống như anh in két đấy, anh dựa hai vàng đấy, còn cái càng to thì nó càng đậm lên, vâng đấy, còn không như két thì phải tự đặt, đúng rồi đấy, còn cái này nó không nhanh, phải như nhanh thế, vâng, còn đây là màu sắc, người em chọn màu đỏ dễ nhìn nhé, rồi còn line pattern là cái vấn đề là cái chấm gạch này, rồi, sau này chúng ta sẽ tự tạo được, rồi. Đấy, thì ta chọn đây, nó là center, ta chọn là dash, nhá, còn đây là symbol, cái này ký hiệu, symbol là ký hiệu, nói chung là ký hiệu nhá, ok, còn cái này là ớt symbol ớt n1 default này, ớt n2 default, đây là 1 và đây là 2, có hiển thị cái 1 hay không, 22 thì anh thấy ở đây tích, nó chỉ có hiển thị cái thứ hai thôi, khởi đầu không có, nếu mà thủ công thì mình tích vào đây, còn nếu mà mình muốn tất cả chọn đây, mình edit mặc định nó sẽ có ở đây, tích vào đây, ok nhá, và bây giờ anh có thể quét hết thằng này, nó sẽ có hai tên là cái này thư viện cũ của nó, còn này mình duplicate lên, duplicate là mình nhân bản nó ra, chọn đây, đấy, mình thấy chưa, chọn đây, mình tích nó xuống này, nhá, chỗ này nó bắt điểm này, anh thấy không, cái dưới này nó bắt điểm này,
đấy, bằng bên kia đấy. Đây đấy, làm như thế xong này, bây giờ thay đổi cái ký hiệu này ấy, thì chúng ta lại vào phần insert, à, dữ liệu đầu vào insert để làm gì, để vào load family, mình load cái ký hiệu nó load family này. Thì ở đây nó sẽ có là cái annotated là phần tất cả các ký hiệu, chọn annotated đây và anh chọn là view, anh để list, thì ở đây nó sẽ có cái ký hiệu là level đây, level đây. Được. Em sẽ chọn là cái level trigger spot đúng nhá. Ok, mình load vào rồi. Được. Anh nhớ tên, anh chỉ cần chọn một cái này thôi, anh edit và anh symbol đây, ký hiệu đây, anh nhìn thấy chữ level trigger spot đấy chưa. Okay. Đấy, ok đây, ok đấy, nó sẽ đổi. Được. Nó đổi tất cả luôn. Quá hay đúng. Đấy này, hướng bắc này. Đấy. Thì những cái hướng bắc này ấy, thì nếu mình đổi ngay từ đầu ấy, thì những cái này mình chỉ cần bẻ nó rất là đơn giản thôi. Đấy, hướng nam. Đấy, mình không cần phải là quá cầu kỳ. Hướng tây chỉnh cho nó đẹp thôi. Nhưng còn đấy, mình chỉ cần bẻ thế này tự động. Chọn đây, propagate lại đúng không, hướng đông. Đấy. Nam. Nam bây giờ chỉ cần chọn này. Ừ. Propagate cho hướng bắc. Đấy. Mình kiểm tra lại. Ok. Đúng không? Thì mọi người đã hiểu về cái level chưa nhỉ? Level là em sẽ dạy cho mọi người là gần như tất cả các công cụ hết từ trên xuống dưới. Từng bảng property một rất kỹ. Mà không biết thì các anh lại xem lại video ở trong đây thì rất ok. Anh bây giờ anh vừa hiểu. Video này có ghi tiếng nhỉ em? Có ghi tiếng nhá. Anh cứ chém gió thoải mái ở đây, về nghe toàn tiếng nghe tiếng như vậy còn mất có điều đâu. Và thu âm to lắm anh ạ. Rồi thì đây này, em đã tạo cho tạm thời ceiling chưa dùng, sau này em sẽ cho anh thiết kế mặt bằng trần. Thì design trần như nào cũng là dạng 3D hết, tạm thời ẩn đi, sẽ tìm trần cách tính sau. Bây giờ em sẽ vào tầng 1. Đấy, có thể là anh lấy hồ sơ này được luôn. Lúc vào đây còn anh sẽ lấy dữ liệu để làm sửa cho bóp méo gì đó, là anh sẽ sửa thay đổi. Vâng. Nhưng cái xem cái biệt thự tiêu chuẩn theo cách làm của em. Vâng. Phụ thuộc vào hình em. Đây lắm em. Theo anh này, em ví dụ em hướng dẫn anh những cái lệnh. Vâng. Ví dụ vào mặt bằng gì. Đây. Em nói luôn là kích đúp ảnh luôn. Vâng. Kích đúp. Vào mặt bằng tầng 1. Đúng rồi. Rồi. Thì bọn anh sẽ hiểu. Vâng. Rồi. Thì đây thì bây giờ. Thì bây giờ. Hướng dẫn anh em mình sau. Bây giờ đây thì đây là tạo được cái level này, nó cũng rất đơn giản thôi. Bây giờ chỉ cần vào tầng 1 thì anh chỉ cần click đúp vào đây. Đấy. Thì anh zoom fit ấy, ví dụ như nằm xa này, anh zoom chuột trái này, chuột phải này, nó chữ zoom fit nằm vào chính giữa màn hình, không thì anh ấn nút hai phím chuột giữa, nhấm nút hai phím chuột giữa này. Đấy. Thì bây giờ vào tầng 1, nó đang ở mặt phẳng tầng 1, có nghĩa là đang ở level tầng 1 như này. Bây giờ em sẽ import cái mặt phẳng tầng 1 vào đây. Đây, thì anh sẽ là import ấy, thì vẫn là phần insert. Và nó sẽ có dữ liệu đây này, import cat. Mình chọn nó import cat, kích vào đây. Và mình sẽ chọn cái đường dẫn nó đến này, process này, mặt bằng tầng 1. Ví dụ ở đây, anh chọn nó là để invert màu, nó để y hệt những cái màu đỏ này của anh. Còn nếu anh để đen trắng, chỉ có màu đen và màu trắng thôi. Em để màu đen, màu trắng nó dễ nhìn. Còn ở đây, anh sẽ chọn về mm là đơn vị tỷ lệ, import unit là đơn vị tỷ lệ. Còn đây là cái vị trí nó vào, ví dụ như origin là nó vào chính gốc tọa độ, chính giữa, chính gốc tọa độ. Còn nếu mà center là chính giữa màn hình. Mình để center. Rồi ok. Ok. Nhưng bây giờ là các led là của Revit hết rồi đúng không? Vâng. Còn không thì mình sẽ sử dụng link thì ngay đấy sau. Đây. Rồi đây. Mọi người thấy chưa? Nó màu đen hết nhảy đúng không ạ? Thì bây giờ sẽ phải làm là vẽ cho nó lưới trục. Rồi, mình đúng không? Mình làm lưới trục thì vẫn vào architecture. Nó là cái lưới trục thì vẽ được trên mặt bằng và trên mặt đứng. Nhưng mà level trên mặt bằng thì đương nhiên không vẽ được rồi. Nếu là cốt cao độ mà nó tạo mặt phẳng này thì nó sẽ bị ẩn đi. Và mặt bằng đây thì mình sẽ click vào grid đây. Thì trong grid này bắt đầu vẽ. Thì ví dụ đây là trục 1, em sẽ bắt điểm đây. 1 là em vẽ như này, đúng không? 2 là em sẽ có lệnh pick line, pick theo đường của két. Đây là bản két có sẫn, còn bình thường nếu mà không có bản két thì ta vẫn vẽ từng cái một. Pick line, pick ở đây thì nó là trục 2, pick ở đây sẽ là trục 3, pick ở đây
sẽ là trục 4. Đúng không? Và lúc nó nhảy trên dưới. Không sao, kích ở trên thì nó hiện ở trên. Đây, à. Đây vào pick đây. Pick này. Là trục 5. Nhưng mà mình phải sửa đây. Ví dụ như là A, đúng không? Ctrl Z lại, Ctrl Z là back lại. Lệnh, cái này giống như kép thôi. Grid đây. Anh chọn pick line. Đây, anh chọn này. Đây đây trục A. Được. Nhưng là không có trục A thì mình vẽ luôn sketch đi, bắt điểm nó bắt điểm đấy mà. Anh thấy không? Được. Bắt điểm đấy, chọn này. Mình vẽ ra bên này. Mình đặt tên đây này. A. À, sẽ hiểu là B ngay. Được chưa? Tiếp tục, ví dụ như mình dùng lệnh copy. Được chưa? Ví dụ không có file kép mình không pick được. Được. Chọn đây, mình dùng lệnh copy đây. Đa dạng hơn. Nha, lệnh co CO hay là CC. CC chọn đây, nó giống như kép. Mình chọn điểm này, mình copy đến đây. Là B. Nhưng mà copy này nó không liên tục được. Nếu muốn copy liên tục ấy thì anh này phải chọn copy đây và anh sẽ chọn là multi là liên tục. Còn nếu ở đây trong kép lại đánh lệnh M để copy liên tục ấy. Vâng. Nó là chính là viết tắt của từ multi. Được chưa? Nếu như anh copy nhảy ấy thì nó đang đi theo đường, đường chéo đúng không? Nếu vâng, nếu mà anh pick vào control là tương đương với lệnh F8 là chỉ cần cho trục X và trục Y thôi. Đấy, như này. C, D. Đấy. Thì bây giờ mình đã có lưới trục này đúng không ạ? Và bây giờ mình cũng hiệu chỉnh cái lưới trục này giống như thằng level là edit file duplicate lên, ta ghi đây là grid. Được chưa? HD. Được nhá. Ok. Thì ở đây nó là cái symbol, nó là cái ký hiệu này. Cái ký hiệu này sau này mình sẽ chỉnh sửa sau. Mình cứ để tạm thời là hình tròn và nó cũng là chuẩn rồi. Chọn đây mình có thể chọn màu đỏ đi cho dễ nhìn. Đúng không? Còn đây mình muốn hiện hai đầu không? Mình tích vào đây. Cái symbol hiện hai đầu không? Thì ở đây thôi. Còn grid line là chuẩn rồi. Ok. Này. Thì anh sẽ thấy màu đỏ này. Em có đi được không ra đây? Thì bây giờ anh sẽ chọn vào đây. Đâu? Cái này nó vẫn giờ là mới bắt đầu mà sáng chỉ giới thiệu còn cái này. Chương trình giờ mới bắt đầu giờ mới lắp máy. Bây giờ anh chọn vào đây. Ngõ 207 Điện Phủ. Anh ấn phím đi chỗ phải này. Xanh đỏ tuệ tĩnh cái là select tên bên tay phải luôn. Install visible in view là chọn tất cả những đối tượng nào cùng cái tên này. Thay vì đấy mình chọn lệnh SA là lệnh SA là select all. Gọi là select là chọn, all là tất cả. SA. Đây anh chuột này, chuột phải đây nhá. Select all install này, visible in view và những thằng nào cùng tên này, nó không chọn thằng này tên khác. Thì tương đương anh chọn này, SA và anh chọn thằng này, anh đưa nó về grid HD thì tất cả như nhau. Đúng không? Thì bây giờ anh về mặt đứng này. Anh sẽ lấy chụp về chưa? Được. Đấy. Thì đây chính là cái hình như này này. Được. Đấy. Các hướng là đây các hướng đều có đây rồi. Đấy. Dữ liệu đầu rồi. Đấy. Em bảo anh này là cực kỳ dễ hiểu ấy. Đấy, còn anh về tầng 1 đây, anh vẫn về tầng 1, anh click đúp nhá. Ở tầng 1 đây. Thì đây là chúng ta đã hoàn thiện lưới trục. Xong cái phần lưới trục và phần cốt cao độ cho công trình. Mà gần như là chúng ta đã hoàn thiện được cái setup cái mô hình 3D này. Bây giờ chỉ có tường với cửa và là xong thôi. Mới là cột. Thì hệ kết cấu em sẽ dạy anh là hệ kết cấu trước. Đấy thì đây. Đấy xong xuôi tất cả về phần lưới trục này. Ừ. Thì anh có thể là về cái mô hình 3D đây. Để mình nhìn này. 3D này. Anh nhìn thấy 3D đây chưa? Cái ngôi nhà này. Ta click nhỉ. Đấy thì anh sẽ thấy này. Đúng không ạ? Thì bây giờ em tiếp tục vào tầng 2. Em sẽ import tiếp. Đây cái underlay là tầng 1, nếu anh để underlay là tầng sân vườn à, để là năn thì nó sẽ không nhìn thấy. Không nhìn thấy, nó chỉ nhìn thấy lưới trục của mình thôi. Bây giờ em sẽ vào insert vào. Và trước khi vào tầng 1 ấy thì anh có bản két này. Này, bản này nó sẽ bị xê dịch đi rất nhiều anh hiểu không? Anh chọn đây và anh chọn xem cái ghim. Cái pin là ghim, nó giống như ghim ấy, ghim lại này. Anh thì anh không di chuyển được. Đấy thì để nó sau này mình vẽ nó chuẩn. Vào tầng 2 đây thì tương tự vẫn vào insert làm lại thao tác thôi. Import CAD chọn vào bằng tầng 2 đây, chọn mm, chọn center. Ok này, nó vào khít luôn này. Như ông nào vẽ CAD sai biết ngay. Nó sẽ chồng lớp. Tương tự lên tầng 3 này, em sẽ chọn cái underlay. Cái underlay này là để nó gióng ấy, để nó gióng cái tầng dưới đấy, để năn này. Ví dụ kể cả mình đang ở tầng, ví dụ anh đang ở tầng 3 này nhá, nhưng anh có thể gióng với tầng 1. Đây, anh chỉ nhìn thấy tầng 1 thôi, thấy không? Anh không thể gióng với năn nhá, mà anh có thể gióng với tầng 2 này. Thấy không? Anh gióng với tầng nào để cho nó thẳng ấy. Đấy. Thì tầng 3 đây, import.
tầng 3 đây, ok. Xong, anh nhìn về 3D này, anh sẽ thấy này. Tập trên 3 lớp khác nhau. Đấy. Vào tầng 1 đây. Thì bắt đầu bây giờ mình sẽ thiết kế, à, thiết kế cái lưới trục. Bây giờ cái là lưới trục có rồi, và thiết kế cột cho công trình. Ví dụ như cột này. Không nhất thiết phải đúng là nó. 500. Không nhất thiết đâu. 220 x 500. Lưới trục này không cần thiết phải cột cũng không phải phải to như này. Cột hơi to quá. Anh có vẽ đại ý không? Rồi. Ok. Em chỉ cần 300. Thôi không 200. Cần, mình đang học thì cứ đại khái coi như là đúng đi. Không, em vẽ nó phải chuẩn. Thì sau này anh sẽ có mô hình luôn. Em phải chỉ luôn cả cấu tạo cho anh luôn. Em là sai của két mình bỏ luôn. Vâng, có nghĩa là em sẽ dạy cho anh theo quy chuẩn, kể cả về nghề các thứ em muốn cho chuẩn. Nó phải học chuẩn luôn, không đại khái được. Đấy, thì ở đây em sẽ đề xuất ra cái phương án như này. Cột nhà nó sẽ lõm này sẽ rất là xấu. Em cứ để cột 220 x 220. 30. 220 x 300 là vừa nhất. Vâng. Đẹp nhất. Rồi thì những cái này thì em cứ cho 220 á, được chưa? Rồi, thì vào phần architecture và phần column thì trong cột đấy thì nó có sẽ có hai cột, đó là cột kiến trúc và cột kết cấu. Và cột kết cấu thì cột kết cấu là cột tham gia chịu lực, còn cột kiến trúc là cột che phủ. Ví dụ sau này anh có một cột kết cấu hình vuông này, nhưng cột kiến trúc nó có thể là D600 nó phủ ngoài, tròn ra ngoài để tạo kiến trúc. Nên đấy thì nó sẽ phân biệt rất rõ ràng cấu kiện. Thì để sau là mình bóc tách khối lượng, nó là cột kiến trúc riêng và phần kết cấu riêng. Rồi, ok. Đấy, chứ không phải là tại vì nhiều khi cột kiến trúc nó chỉ là mách nó bọc thôi. Rồi, nên là che phủ. Nên nên em dạy các anh là dạy về cấu tạo kiến trúc, cả về cấu kiện nó phải hiểu rất chính xác. Thì mình sau này kể cả mình người khác hỏi mình trả lời nó chuẩn chỉ. Làm cái gì nó phải chuẩn. Đây, thì em vào cột thì nó cho ta một cột thép chữ Y. Này, cột UC. Ta có thể là load family. Load family là ta chọn vào cột. Riêng phần cột đấy thì anh không được chọn phần column là cột, nhưng mà không được chọn cột ở đây vì đây là cột kiến trúc. Còn thôi anh phải chọn cột đây là structure column. Đây là thì đây là em cứ chè thôi. Đây là structure column. Đây structure column, tất cả những mục structure ở đây ấy. Structure ở đây thì đều là mục. Đây là structure, đây là đều là mục cột. Rồi. Cột kết cấu, còn column đây là cột kiến trúc. Rồi. Đấy. Anh hiểu rõ, đây là cột kiến trúc. Còn cột đứng trước ấy nó phải có chữ structure thì làm là kết cấu. Đúng rồi. Ok. Structure đây, column. Thì trong đây ấy, em phân tích cho các anh luôn. Đây là cột gỗ, cũng là cột kết cấu vì nó vẫn tham gia chịu lực. Đúng rồi. Cột thép. Steel cột thép và precast concrete là bê tông đúc sẵn. Rồi. Nó chỉ đến lắp ghép thôi. Rồi. Lắp ráp thôi. Ừ. Đấy thì bê tông đúc sẵn, precast là bê tông đúc sẵn. Mình đi bê tông. Còn đây là không, mình sẽ sử dụng bê tông concrete, bê tông đổ tại chỗ. Thì đây, cột đây. Thì mình đây là trường hợp là hình chữ nhật, còn đây mình lấy hình đây hình vuông, mình lấy hình chữ nhật cho đa dạng. Ok. Thì đây nó cho ta một cái cột là 300 x 450. Này. Nhưng mà đây vào edit size vẫn đưa bị kênh này. Và mình sẽ chọn đây là cột C 220 nhân 220. Tạm thời đấy. Chỉ là đặt tên thôi. Tạm thời trong nhà này sẽ có nhiều loại cột. Rồi. Đây mới chỉ là một loại cột phân biệt cột và, đúng không? Ok. Và mình sẽ nhập thông số ở đây là 220. Thông số thì là kích thước của cột 220. Đấy. Ok. Ok. Và đây anh phải chọn cho em đây này, nó đang là deep chiều sâu. Anh phải hiểu là trong phần kết cấu ấy, mặt bằng kết cấu ấy thì cái cột đây là tầng 1 ấy thì cái cột nó sẽ tính đây. Tầng 2 này là chính là cái cột này này. Rồi. Còn không ấy, mặt bằng kết cấu ấy, anh phải hiểu là kết cấu nó cắt qua 300. Rồi. Còn mặt bằng kiến trúc nó cắt qua 1m2. Rồi. À. Và nó deep, nó sâu nhìn xuống đây là 1m8. Rồi. Thì nó mới nhìn thấy dầm dưới mặt bằng kết cấu. Rồi. Chứ không ngược lại cái bản vẽ thể hiện là khác nhau nhé. 300 mà nó xuống. Xuống 300, còn mình ấy, mình không bao giờ nhìn xuống deep dưới cốt 00. Rồi. Kiến trúc không bao giờ nhìn dưới cốt 00. Rồi. Đấy. Nên là hiểu rõ thế, mình phải chọn đây là 2 là chiều cao. Và từ tầng 1 cao đến tầng mấy. Ví dụ cho cái tầng 4 này. Tí mình sẽ chỉnh sau. Và đây nó có chữ add grid là bố trí vào toàn đây. Chứ mình đi bố trí từng cái này sẽ rất lâu. Add grid đây, anh quét lấy toàn bộ hệ lưới cột này nó sẽ ra tất cả. Anh pick ở đây, anh nhấn Philips nhá. Anh nhấn đi kép thoát lại, anh nhìn về 3D đây. Anh nhớ thấy hệ cột đây. Được chưa? Thì sau này em sẽ quản lý cái cột này theo tầng cao như nào thì tùy em. Rồi. Được nhá. Đấy.
mình có thể di chuyển bất cứ thì đây là cột vị trí được tìm đấy. Nữa, đúng không? Vâng. Ví dụ như cái cột đây như này không muốn đúng không? Bây giờ như cái cột này bây giờ em sẽ cho cái tường này, ví dụ tường này nó là tường 330 và em sẽ cho cái cột này là cột 220 × 330 hiệu chỉnh riêng. Đây em lại edit ra, thấy chưa? Một cái đấy thôi. Em đưa kết lên lại phải chỉnh sửa tiếp 330. Ok. Anh phải đút kết lên cơ. 330. Ok. Và anh sẽ thấy nó dài nha anh nhỉ. Ok, rất đẹp. Và anh bây giờ anh sẽ không cho nó vào tim mà ví dụ vào mép này chẳng hạn. Thì anh sẽ sử dụng lệnh align và modify đây. Align như kết đấy, lệnh AL này. Với lúc lệnh copy đây, align AL đây và mình sẽ chọn cái mép này và chọn cái cạnh này. Tự nó di chuyển ngay lập tức. Đấy. Thế mình không chọn thế, mình tự kéo nó xuống được không? Được, có là anh sẽ dùng lệnh move chọn đây. Đấy. Lệnh move đây. Ok. Move MV. Chọn đây. Chọn điểm này. Kéo xuống đây. Đấy rồi. Được chưa? Thì đây là cái cột này. Và anh muốn cột này như vậy đúng không? Thì anh sẽ có một lệnh markchop giống như ket ấy. Lệnh MA đây. Mở modify này, MA markchop này. Chọn đây. Anh chọn cái cột này trước, anh chọn cột này. Đấy. Ngay đúng. Thế giờ muốn chọn một loạt các cái cột ở biên này. Chụp cả. Thì còn cả một biên này ấy, thì bây giờ anh chỉ cần là quét thằng này. Đấy, anh đưa nó về cái cột. À. Và chăm chọn nhanh hơn chứ. Nhiều. Đúng không? Chọn đối tượng trước xong đưa về cái thông số mình đã đặt ra. Đúng không? Bây giờ mình dùng lệnh align AL này. Align thằng này này. Vào đây này. Được thì khóa lại nó chắc này. Nhớ luôn. Vâng. Không thì nếu mà align liên tục anh phải dùng multi. Vâng. Tích vào multi này. Chọn này. Chọn đây. Xong chọn tiếp luôn cái cột này. Đấy. Đấy nhá. Di chuyển theo ý mình. Đây là thủ công. Thì cái cột này anh sẽ nhìn thấy này. Cái hệ cột bên này này. Là hột, cột hình chữ nhật này. Cột này cột vuông này. Mình làm kết cấu nó cũng chuẩn cơ. Đấy. Đấy. Ví dụ như cột giữa này. Đấy nhá. Cột giữa này là cột chịu lực lớn nhất. Đấy nhá. Ví dụ như cột giữa này mình có thể đẩy cái cột này nó lên đến tận là 330 × 330 cột vuông. Nếu mà chịu phương ngang thì mình có thể chỉ là cần cột 300 được là đẹp. 300. 300 × 300. Cũng không cần thiết. Vâng, cũng không cần thiết. Chỉ cần một phương này chịu lực là được. Vâng. Vấn đề 220. Vâng. 220 × 300. Vâng. Thì đương nhiên này, thì đây. Anh đưa cái đấy. Đấy, cột đấy mình dùng qua mà đây, mã chốt đây. 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 Tất cả các nhà đấy. Đấy cột đấy là đẹp nhất. Đúng không? Thì đây. Đấy. Đấy đây nhưng mà em dạy không phải trong một nhà sẽ có rất nhiều lưới cột. Anh hiểu. Đấy. Nó nhưng mà như để nhưng mà để đấy nhưng mà để như này mình vẫn để cột nha. Đấy. Còn sau này mình ra cố cột như nào thì tùy mình. Còn mình tùy biến nó rất là cao. Đấy, như này là đã có hai loại đúng không? Thì sau này nó thống kê ra nó biết là bao nhiêu cái cột 220, 220 ba cột 300. Tính sau. Đấy. Cái này sau sửa nó rất nhanh thôi. Đấy là cột. Mình không cứng nhắc cái chuyện gì cả. Sau cột thì ví dụ như bây giờ anh em phải bỏ móng trước. Ví dụ vào sân vườn đây, em sẽ bảo anh cách bố trí móng. Rồi. Thì bây giờ bố trí đài móng chẳng hạn. Nhưng mà anh nghĩ được việc đấy của kỹ sư cấu. Cái cấu như em vẫn bảo. Mình đã làm trước luôn. Mình cho móng băng đi. Mình móng băng. Cái chỗ cọc chứ. Em cọc đài cọc. Đài cọc đây. Đài cọc thì đây. Cái đấy em không chọn, nhưng em chỉ cho một cái đài đây thôi. Ví dụ vào structure đây. Vào structure đây thì phần foundation là móng. Rồi. Thì đây là isolate, là móng cọc. Còn sau này là tường chịu lực. Đây là vuông này. Rồi. Đấy, anh chọn này móng này. Nó chưa có móng nào, yes, là load. Nhưng nó đến thư viện thì móng sẽ là structure foundation. Ok. Foundation này chọn đây. Và anh chọn đài móng. Nếu em chọn một đài vuông rồi đấy nhá. Cái hình dạng nó ví dụ như thế thôi. Ok. Rồi, edit file. Ví dụ mình đưa kết lên. Ví dụ cái đài này là 2m × 2m × 900. Mình chỉ cho nó là cái móng là M là 1500. Dưới. Và nhân 1500 nhân với 600. Ok, thì nhập thông số ở đây 1500 500. Và đây sẽ là 600. Đúng không? Ok. Rồi, anh sẽ chọn add grid đây. Cũng giống như kia, add grid anh quét này. Này. Ấn phím nhìn vào đây anh thấy cái đài móng chưa? Di chuyển và bây giờ ấy cái cột này nó phải ăn xuống đài móng. Thì bây giờ làm như nào? Thì bây giờ về 3D để giữ shift để xoay anh nhé. Giữ shift và ấn chuột giữa để xoay đó. Thì anh có thể quét chọn toàn bộ cột này trên 3D này. Anh chuyển thằng này nó xuống level tầng sân vườn đấy này. Đấy đúng không? Thì ở đây em muốn nói ở đây là gì? Anh chọn một cột này. Anh sẽ nhớ ở đây là gì? Nó có bay offset. Bay offset. Bay level. Nó có sẽ bay level. Gốc. Được chưa? Bay level là gì? Là cái level tầng của chúng ta ấy. Rồi. Tầng 1 này. Tầng 2 này và tầng 3. Đấy.
và đây là top level. Top level là gì? Là bay là dưới, bay là dưới, top là bên trên, đúng không? Thì bây giờ cái cột nó nằm đang nằm vị trí này đúng không? Thì nó đang từ tầng 1 lên tầng 2, đúng không? Nếu mà top mình chọn ở đây nó chỉ xuống cái tầng 3 thì cái cột này sẽ xuống đúng level tầng 3. Nếu xuống cái tầng 2 chỉ là tầng 2 thôi. Đấy, anh thấy không? Chọn đặt đến đâu cao, cao hơn đâu là tùy mình, thấy chưa? Nhưng mà trong khi đấy nó có thể lên đến tầng 3, nhưng mà chỗ này nó có một cái ban công, nó cần ban công nó lên đến 900 ấy, thì đây nó sẽ có top offset và bay offset, là cái khoảng đây là phần bay offset là thêm xuống dưới đúng không? Đúng rồi. Top offset là thêm một ít lên trên. Đây là số liệu đây mình tự nhập. Vâng, ví dụ như đây là em muốn thêm là top offset lên tầm 900, sau này đổ có ban đấy, 900 lên. Nếu mà anh muốn âm xuống 900 thì nó lại so với tầng 3. Đấy. Đấy, còn không. Đây. Còn ví dụ này mình bay sân vườn như mình lại lên 450 chẳng hạn. Rồi thì tự nhiên nó cũng chọc xuống 450 đấy, nó kéo cả móng lên. Ok. Đấy. Đấy. Nhưng mà tí nữa mình kiểu gì mình chả phải dựng mái dốc. Mái dốc bây giờ nó chả phải nhấp nhô cái cột trên cột. Không, sau này mái dốc nó chỉ cần ất tách một phát nó phi thẳng lên đúng cái vị trí mái này. Hay quá. Mình chọn mái rồi là cứ phi đến mái. Phi đến mái thôi. Đấy. Nhưng đấy thì em bỏ trước. Đấy thì mọi người phải hiểu rõ cho em khi chọn cái cột này thì nó có các cái kích thước này. Đấy. Đây em chưa nói kỹ về phần mu width, coi là cái cột này nó có đi với lưới trục hay không. Khi di lưới trục thì cột nó đi theo. Bây giờ đang tích là nó sẽ đi theo. Anh dịch lưới trục đi là cái cột này nó chạy theo. Okay. Đấy. Grid là phải cố định. Vâng, như cái này. Thiết lập ngay từ đầu. Đấy thì đây, đúng chưa? Đây là hệ móng xong rồi. Thì bây giờ em sẽ về sân vườn hoặc là về tầng 1, em bố trí cho nó một cái móng ở dưới này. Đó là hệ dầm. Móng xong rồi. Rồi đến hệ dầm, dầm móng. Thì dầm nó sẽ nằm ở structure và beam. Rồi. Beam này. Beam là dầm. Vâng, đây phần mềm của nó xếp lại em. Xếp lại. Nó lưu đây. Revit. Đây, đây nhá. Em sẽ lưu đây. Màn đây, em sẽ lưu đây này. Revit. Project. Đấy. Lưu đây. Và anh nhớ phải chọn option này để sau này cái file backup ấy nó chỉ để hai file thôi. Là gì? Là để sau này nó không lưu ra cho nhiều file ấy. Đấy, rồi. Đấy thì dầm đây, anh sẽ vào structure beam này, nó sẽ dầm y đây. Thì tương tự ta sẽ load family thôi và ta chọn là cái dầm là structure framing. Và đây nó sẽ dầm gỗ này, dầm thép này, briquet này, dầm đúc sẵn này. Và đây có thể dầm bê tông đổ tại chỗ này, chọn dầm hình chữ nhật này. Open này. Ví dụ ở đây, Anytime, ta đi kê này, ta chọn cái dòng đây là cái dòng D220 nhân 450 chẳng hạn. Đấy với tầng dòng móng. Và ok, thì đây sẽ là 220 và H chiều cao dòng sẽ là 450. Ok, và anh sẽ chọn là On Grid, tương tự như vậy, anh quét này. Này, ấn Finish. Rồi, ấn đi kê để thoát lệ. Này, vào đi. Đây, nó không giao, nó ăn với dầm rồi. Thì đây, thì chuẩn là như này đúng không ạ? Đâu bây giờ lên trên tầng 2. Rồi lên trên tầng 2. Dầm nó không phải như thế nữa. Nó chỉ 350 thôi để ngã. Mình thu lại là 400, để tính là 450 thôi. Cho anh hỏi một tí. Đi sâu vào trong và đến cái ngách thứ 2 thì bên tay phải có xe của anh ấy. Đây là ví dụ như xung quanh là giáp nhà dân rồi. Giáp nhà dân thì đương nhiên cái đài móng ấy, sau này mình không ạ. Mình dùng lại align này, modify này, align này, anh để chọn mặt dầm này nhé. Chọn mặt dầm này. Align trên 3D về sau ấy, bọn anh phải vẽ toàn bộ trên 3D. Đúng rồi. Có nghĩa là bây giờ em mới chỉ là dùng lệnh trim các thứ ở trên 3D hết. Đúng rồi. Đấy. Cũng giống như mình di chuyển cái cột vậy. Vâng. Nhưng mà thay cái cột bằng hệ thống móng. Đấy. Di chuyển cái đài móng vào trong. Đấy. Tạm thời em hai cái này đi. Nó lại hiệu chỉnh. Đây, để cho mọi người nhìn. Thì đây. Cái dầm đây đúng không ạ? Đúng. Đấy, thì anh về tầng 1 đây. Tầng 1 thì ở đây nó có vấn đề ở đây là gì? Là cái dầm ở đây, ở trục nào nó chưa có đây này. Đấy. Đấy, thiếu một trục dầm ở đây này. Ừ. Trục D đây, là thiếu dầm đây. Thì ở đây sẽ có mặt bằng kết cấu ở đây, anh thấy không? Rồi. Đây mặt bằng kiến trúc ấy, thì mình không nhìn thấy dầm. Nhưng mà về mặt bằng kết cấu thì mình sẽ nhìn thấy hệ dầm. Thì anh sẽ phải vào view này, nó chưa có tầng 1, tầng 2 đúng không ạ? Thiếu anh vào view này, vào plan view này, vào structure plan này, vào kết cấu này, chọn lôi hai ngày ra, này nó sẽ ra ở đây. Rồi.
Cái view đây chỉ là view hiển thị thôi. Trừ khi anh xóa tầng 1, tầng 2 ở trên mặt cắt, trên mặt đứng này đi thì mới sợ này. Chứ còn ở đây thì anh mất đi, anh lại lấy ra, ví dụ delete đi, đúng không? Cái cấu delete đi. Thì anh sẽ vào view này, plan view này, vào floor plan này. Này anh bỏ tích ở đây, anh sẽ có là à đâu, anh vào structure plan. Đây, anh sẽ chọn tầng 1, tầng 1. Nó sẽ ra đây. Đúng không? Và bây giờ anh sẽ chọn vào tầng 1. Được nhá. Tầng 1 đây. Vì giả dụ bây giờ cái tầng 1 này về mặt bằng kết cấu em không muốn thì em tạm thời em ẩn đi, chọn đây. Em chuột phải, em ăn hai element đi. Nó ẩn hai đi. Thì em biết ở đây nó đang thiếu là trục A. Dầm kết cấu đang thiếu trục A. Bây giờ em muốn vẽ một cái dầm, em lại vào structure vào đây, vào beam thì nó mất thời gian. Thì bây giờ em sẽ chọn một cái dầm này. Không. Chọn vào dầm này, em chọn vào lệnh set, nó nhắc lại lệnh tích ở đây nó sẽ vẽ dầm. Đây chỗ lâm đây là chỉ hành cùng cơ quan anh. Vâng ạ. Đăng ký học rồi mới đấy. Đến được. Đây. Anh có thể vẽ vào đây. Đấy. Hoặc cũng có thể là anh ví dụ lệnh set đấy, anh chọn đối tượng này. Anh để chọn đây để bố trí móng. Rồi. Lưới trục anh chọn này, anh sẽ vẽ lưới trục. Nhắc lại lệnh nhé. Đấy. Thì ở đây, ví dụ cái móng này bố trí ở đây đúng không? Thì cái dầm ở đây ấy là nó bố trí vào lưới trục nhà mà chưa được. Đúng không? Thì bây giờ mình sẽ vẽ. Chọn dầm đây. Set. Đúng không? Mình sẽ vẽ đây. Riêng dầm ấy mình phải vẽ từng đoạn một để sau này nó tác dầm và nó đặt thép, chứ không bao giờ cầm vẽ một phát dài đến đây đâu. Dầm nó sẽ phải từng đoạn một. Đấy, chỗ này nó chưa được thì mình sẽ sử dụng lệnh align modify, lệnh align đây. Chọn đây. Align sang. Align sang. Align sang. Được chưa? Và mình về 3D để kiểm tra. Này. Đúng không ạ? Rồi, tương tự về tầng 2, em lại làm lại nhé. Về tầng 2 này. Tầng 2, em chọn vào cái này. Em thể ăn đi, chuột phải, ăn hai element. Là ẩn nó đi. Được nhá. Còn muốn lấy lại nó thì anh phải vào cái bóng đèn thế này. Chọn này, thì nó có màu đỏ này, anh chỉ cần chọn vào này. Và anh đây nó có ăn hai element, là ẩn ngược lại. Rồi ta tắt bóng đèn này đi. Thì bây giờ ta muốn bố trí cái cột đây, à, cái dầm ở đây, ta vào structure, vào beam này. Và đây tiếp tục đây, edit file, duplicate lên. Ví dụ như cái dầm này tôi chỉ muốn là cái dầm 400 thôi. Ok, và mình phải sửa đây là bao nhiêu? 400. Ok. Được nhá. Và mình chọn là on grid, đúng không ạ? Quét cả đây. Đấy. Thì đây nó vẫn thiếu ở đây. Sao lại thường xuyên thiếu như thế? Thiếu cái trục đấy ấy, bởi vì sao? Bởi vì là cái trục này ấy, cái cột này nó không ăn vào tim, cột lệch tim, nên là dầm nó phải align ra ngoài, nó ăn theo tim nó không đúng. Đấy, nó hiểu rất rõ bản chất đây, chọn đây. Nhưng mình phải vẽ lại thôi. Riêng cái cột đây là cột khác. Vâng, chọn đây. Sẽ đấy, thì mình tích vào đây thì mình vẽ liên tục, đến đây ngắt xong mình lại vẽ tiếp. Tim rồi đúng không? Tim. À. Mỗi lối theo tim. Đây mình dùng lệnh align tiếp. Mình chỉ cần vẽ hai tầng thôi mà, nhà dân. Này. Thì copy. Ừ. Ừ. Chuyển lên tầng trên, cách chuyển lên tầng trên. Đây, anh nhìn 3D đi. Anh thấy hệ khung đây chưa? Ừ. Đúng không? Đây này em chưa còn vẽ dầm phụ cho khu vệ sinh nữa. Ừ. Nó còn cả dầm phụ khu vệ sinh bao nhiêu mình lại duplicate tiếp. Mình vẽ theo sketch như của mình thôi. Giờ em về mặt front này. Trước. Em copy chọn hết này. À, chọn hết này đúng không? Rồi. Em bấm phím Ctrl C trên bàn phím này. Ctrl C này. Rồi đây cái page nó bị ẩn, tích vào nó sẽ hiện ra. Vào mũi tên này. Vào align và sẽ chọn lên tầng 3 và tầng 4. Ok là nó sẽ okay. Có lên các tầng này. Chờ chút. Đó. Mình đã được hệ khung kết cấu nhỉ. Ví dụ như bây giờ mình về tầng 1 đây. Ví dụ như khu này là khu 7 phốt. Vệ sinh. À, vệ sinh nha. Vệ sinh tầng 1. Đây là tầng 2 đây. Này. Ví dụ khu vệ sinh tầng 2 là khu đây, đây. Ô đây, đây. Ô này. Đây hai ô đều vệ sinh cả. Rồi, thì đương nhiên sau này chỗ này nó có dầm rồi. Hai ô này vệ sinh không? Nó phải có dầm phụ phi qua đây. Một dầm phụ phi qua đây nữa. Đấy, thì bây giờ mình lên tầng 2 đây. Thì cái dầm phụ này nằm ở vị trí này, mình sẽ ẩn cái là hiện này lên bằng việc gì? Chọn đây. Chọn đây. Này. Còn nếu mình tự động thiết kế thì đương nhiên mình tự vẽ theo ý của mình thôi. Rồi. Đúng không? Thì ở đây mình sẽ vào là beam
đây, edit, duplicate. Thường dòng phụ ấy thì thường nó sẽ là 150 nhá, nhân mấy cả tầm khoảng là 300 chúng ghét nhè 150 và 300. Ok rồi, tôi sẽ vẽ từ tim này, đỡ được cái tường được là được đúng không? Đây này, này chỉ cần đến này, đến dầm này thôi này, đây đến dầm này, đến dầm này thôi rồi. Đấy thì còn tương tự như bên này, mình sẽ chọn vào beam này, mình sẽ vẽ tiếp cái dầm ở đây đúng không? Này đấy đúng không? Đúng không? Ví dụ cái đây là 3m2 bao nhiêu ấy, được chưa? Thì cái này ta chọn thoải mái, đây ta có thể di chuyển đây, anh thể dùng lệnh align, AR align từ đây qua đây rồi đẹp ngay đúng không? Đúng không? Cứ vét ra xa tí mình kéo vào này. Nó chả thực ra ấy, cái dầm này nó to hơn, phải to hơn cái tường này. Đúng rồi. Nó phải nằm ở giữa tim. Đúng rồi. Đấy. Thì còn sau này nếu mà muốn giữa tim ấy thì chúng ta sẽ có một cái lệnh, nó là cái wrap plan để gióng. Anh vào architecture wrap plan này, mình chọn wrap plan này để mình vẽ cái đường gióng này. Nó giống như lấy trục ấy. Để sau này để mình làm phác thảo để mình vẽ. Mình rõ nét ra đúng không? Phác thảo đây và mình nhìn trên mặt đứng này. Này anh kích vào mặt đứng này. Anh sẽ thấy cái rep plan nó giống cái này. Mà mình sẽ đặt được cái tên này. Là tên là gì? Tên ở đây. Ví dụ đây là vệ sinh 2. Đúng không? Thì kích vào đây anh sẽ thấy là nó có trên tên là vệ sinh 2 này. Trên mặt bằng nó này, nó có tên là vệ sinh 2 này. Anh thấy chưa? Kích vào đây này. Đấy thì mình sẽ biết là trên mặt đứng và bằng nhau nó giống nhau như nào. Đấy, thì mình sẽ vẽ cái này vào đây chuẩn. Rep plan này giống. Và sau này mình in ấy, mình chỉ tích vào nét in và là không in cái nét này ra. Rồi. Thì nó không hiện. Đấy là em nói trước, nó sẽ rất nhiều cái, nó rất là hay. Đấy, hai khu vệ sinh này ok đúng không? Ví dụ như ở chỗ này, ví dụ như ban công như nào hay như nào. Chưa hay mình chưa vẽ cái gì đúng không? Tự em làm. Thì em sẽ design sau. Đúng rồi. Thì nhà đây nó sẽ nhìn nó chưa có gì cả. Chưa gì hết. Nhờ, ok. Cái sofa rất là sơ bộ. Đấy. Thì đây là tất cả về là em đang nói cho các anh nó là gì. Theo đúng như cái giáo trình này em làm việc. Đó là gì? Tạo cốt level trên mặt đứng, tạo grid, bố trí móng, bố trí cột và bố trí dầm. Rồi hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ bố trí sàn. Rồi. Cũng như là chúng ta đã thi công như thi công thực tế. Rồi, chính xác. Làm đến như này nó mất tầm khoảng mấy tháng rồi. Ghép cốt pha cốt phủ. Mình thi công. Và sau này nó tính ấy thì mình sẽ tính được cả mặt cốt pha là tính diện tích phủ ngoài của này này. Thì là sẽ bóc tách ra vấn đề là diện tích cốt pha dự toán cái đấy thì về sau mình sẽ học thêm sau. Vâng, những cái đấy thì có thể là sau mình nghiên cứu sau, nhưng quan trọng là mình dựng được mô hình mình là kiến trúc của mình á. Rồi, xong. Vâng. Kiến trúc đã đấy thì đây là vấn đề là xong cái phần hệ khung. Rồi. Rồi. Thế thì em dừng video tí không có dài quá. Rồi ok.